Bác nhắm không làm được việc thì bác nghỉ đi. Ngoài kia đang rất nhiều người chờ đợi cái công việc này đấy. Dạ, tôi làm được ạ, tôi làm được ạ. Thôi bác đi làm việc đi. Có chuyện gì đấy em? Sao em lại to tiếng với bác ấy? Rõ khổ, bác ấy già rồi, không làm được việc mà bây giờ em đuổi thì thương, Vương thì tội chị ạ. Chủ tịch, em thấy đồ ăn vẫn còn rất mới mà, sao chị lại vứt đi ạ? Em nhìn đi, bác ấy không làm việc được bởi vì rất đói. Con của bác ấy đang nằm viện, cả rất nhiều tiền ở phẫu thuật. Trước khi em đưa ra quyết định gì thì hãy nhìn đến hoàn cảnh của người ta. Thì ra là thế, bác ấy đói nên mới không làm việc được. Em xem trích tiền từ công ty ra để hỗ trợ giúp bác ấy nhá. Vâng ạ. Mẹ ngồi đây cạnh con nhá. Mẹ đói hay là muốn đi vệ sinh thì nói với con. Đi làm đưa cả mẹ đi. Nghĩ công ty là viện dưỡng lão hay sao? Mẹ tôi ngồi ở đây có ảnh hưởng gì đâu. Mà cái bà này bà nhìn ngơ ngác như thế. Hay là bị điên à? Tôi có lý do riêng mới đưa mẹ đi đảo. Để tôi báo với cả chủ tịch một câu. Không cần đâu. Giang hôm nay lại mang mẹ đến đây làm việc, làm ảnh hưởng đến công ty, ảnh hưởng đến mọi người lắm ạ. Em đã nhắc Giang rồi nhưng mà cô ấy không nghe. Em xin lỗi ạ. Thấy chưa? Bảo đưa mẹ đến công ty làm việc làm gì để ảnh hưởng đến bao nhiêu người. Đủ rồi, mẹ của cô ấy bị bệnh, cô ấy không còn cách nào khác, cô phải đưa mẹ đi làm. Em xin lỗi chủ tịch ạ. Em không nỡ bỏ mặc mẹ em. Nếu có ảnh hưởng đến mọi người thì em xin phép nghỉ. Không sao đâu, em cứ đi làm việc bình thường đi. Ở công ty của tôi sẽ tạo điều kiện hết sức cho nhân viên của mình làm việc. Bác cứ ở lại đây, cháu sẽ bảo nhân viên mang đến cho bác một chiếc ghế thật là thoải mái. Em cảm ơn chị ạ. Tôi cũng là nhân viên của công ty này. Ngồi ăn trưa ở cầu thang như này thì nóng lắm cậu ạ. Nhìn lại bà xem, bẩn thỉu từ đầu tới chân. Chúng tôi là nhân viên văn phòng nhá, từ trình độ cho đến tư cách cũng đã hơn cái loại người như bà rồi. Bà biết chưa? Thôi không nói nhiều nữa, ngồi ăn cơm ở đây hoặc là bị đuổi việc, hiểu chưa? Tôi hiểu rồi ạ. Nhớ là đừng để vãi ra đây. Cậu đúng là chủ tịch. Tôi muốn cậu xin lỗi cô ấy. Và từ ngày mai tôi làm nghỉ việc đi. Bà ta chỉ là một bà lao công thôi mà. Dù cô ấy chỉ là lao công, nhưng cô ấy cũng là nhân viên của công ty, cần phải được tôn trọng và đối xử bình đẳng. Cậu lại ỷ thế mình là trưởng phòng để bắt nạt một nhân viên nhỏ bé à? Từ ngày mai cậu nghỉ việc đi. Xin lỗi cô ấy đi. Tôi xin lỗi. Cảm ơn cô ạ. Lại tăng ca à? Ừ. Dạ vâng, em đến nghe giám đốc ạ. Cô ta và giám đốc chắc chắn là có gian tình rồi. Quả này là muốn trèo cao thì phải. Tôi nghe đồn dạo này á hay tăng ca với cả giám đốc lắm ấy. Năng lực thì có hạn, tất nhiên là phải dùng nhan sắc để đánh đổi rồi. Kể ra cái con này cũng danh thật đấy nhở. Nhìn mặt nó hiền như thế mà cũng mơ trèo cao phết đấy chứ. Sao cậu có thể biện chuyện như vậy? Có chuyện gì đấy? Mấy nay em cùng giám đốc Hoàng thức đêm thức hôm để làm dự án mới của công ty. Nhưng không ngờ có người lợi dụng việc này mà nói xấu em và anh Hoàng ạ. Có chuyện như thế thật à? Sếp làm gì có chuyện đấy ạ? Nếu như mà cô cậu rảnh quá, có thời gian để bịa chuyện nói xấu người khác ấy, thì để tôi sắp xếp thêm công việc cho cô cậu nhá. Nộp bản đề án cho dự án mới luôn cho tôi. Trong ngày hôm nay mà không xong thì tự sắp xếp đồ đạc ra công ty. Sếp ơi, sếp. Sao tới rồi đấy? Hôm nay không thấy anh nào trở đến. Đừng có nói lời người ta đồn là sự thật nha. Tớ với anh ấy chia tay rồi. Hai người quen nhau lâu rồi mà. Quen là một chuyện, giữ được hay không lại là chuyện khác. Nhớ không nhầm thì anh ta vừa mở thêm một cái resort nữa. Cha mà còn quen thì có khi mình đến đấy có thể giảm giá. Tớ phải yêu anh ấy vì tiền á? Ai nhìn vào cũng đều thấy rõ điều đấy hết. Thấy rõ điều gì? Cậu quen anh ta chỉ vì tiền. Cậu nghĩ là tôi không đủ tiền để mua những thứ đấy à? Cậu nghĩ mình là chủ tịch nên có tiền sao? Quá đáng rồi đấy. Nếu mà các cậu muốn biết lý do chia tay ý, thì là do anh ta đã để người thứ ba xem là mối quan hệ của bọn tôi. Phụ nữ với nhau thì đừng có hạ thấp nhau xuống như thế. Thời đại này cái gì đàn ông làm được phụ nữ cũng làm được hết.
Alo, chị à? Anh rể ạ. Công ty anh ấy phá sản rồi. Mà công ty em cũng đang thiếu nhân sự mà. Anh ấy không có kinh nghiệm nên em không phải lo đâu. Giờ chắc anh đến công ty rồi đấy. Có gì em giúp đỡ nhá. Em vợ, anh tới rồi này. Không biết là chị nhà em đã nói gì với cả em chưa chả? Vâng, chị ấy nói rồi. Em cũng tới rồi, để em sắp xếp công việc cho. Thế thì tốt quá rồi. Chị ơi, của chị đây ạ. Ừ, chị cảm ơn nhé. Có việc này, không biết em có nên nói với chị hay không? Ừ, có chuyện gì đây? Dạo này mọi người phàn nàn nhiều lắm chị ạ. Phàn nàn á? Phàn nàn về vấn đề gì? Dạo này công việc gặp khó khăn à? Không ạ. Em nghe các chị em dạo này hay nói công ty mình có biến thái chị ạ. Biến thái á? Có từ khi nào? Sao trước đây chị chưa bao giờ nghe đến chuyện này nhỉ? Em cũng không biết là từ bao giờ, nhưng dạo gần đây mọi người hay nói về vấn đề này lắm ạ. Thôi được rồi, để chị điều tra. Em cứ trấn an mọi người giúp chị. Dạ. Anh làm cái gì đấy? Đâu đâu, anh có làm cái gì đâu. Anh không làm gì, thế những tấm hình này là thế nào? Anh làm như vậy anh có cảm thấy có lỗi với chị gái tôi không? Anh tôi sẽ nói chuyện này với chị gái tôi. Thôi anh xin em đấy, em đừng có nói chuyện này với cả chị gái em, không thì chị gái em giết anh chết mất. Những lúc anh làm ra những cái việc này, anh có nghĩ đến hậu quả không? Để tôi xem anh giải quyết chuyện này thế nào. Anh có chắc là tìm cho em công việc nhàn không vậy? Công ty trước cứ bắt em đánh văn bản gì không đâu. Em hỏng hết cả tay rồi này. Yên tâm, anh là giám đốc cơ mà. Sao anh lại có thể để cho người yêu anh khổ được chứ, đúng không? Để em đứng ở đây nha. Chờ anh một chút, để anh chạy vào trong kia, anh báo phòng nhân sự nhá. Vâng ạ. Nhớ là đừng có đi đâu đấy nhá. Vâng. Ngoan lắm. Xin lỗi cô. Cô có sao không? Sao sao cái gì? Hỏng hết cả bộ đồ rồi. Ướt hết rồi này. Là do cô không để ý lùi trúng vào người tôi mà. Thế giờ nước của cô đổ lên người tôi là do tôi tự làm. Cô không cầm cốc nước đó thì sao đổ lên người tôi được? Cô nói chuyện có lý một chút được không? Đường rộng như vậy cô không đi, cô lại đâm trúng vào người tôi. Bây giờ cô lại ăn vạ tôi à? Cô là ai mà nói có lý không có lý với tôi? Cô làm cái gì đấy? Tôi thích vô lý đấy. Cô nhìn xem mình là ai mà đòi so với tôi. Bạn trai tôi là giám đốc của công ty này đấy. Bạn gái à? Từ khi nào mà công ty lại trở thành cái chỗ hẹn hò vậy? Liên quan gì đến cô? Cô nghĩ cô quản lý công ty này chắc. Cô chú ý hành động của mình đi. Nếu không tôi gọi bảo vệ đấy. Cứ việc gọi. Cô nghĩ người yêu tôi không làm gì được chắc. Có chuyện gì vậy? Xong rồi anh mới tới. Cô ta hất nước lên người em rồi đuổi em ra ngoài. Chủ tịch, chị có gì không vừa ý ạ? Khi không cậu dắt người yêu đến đây làm gì? Hẹn hò à? Không ạ, em chỉ muốn xin cho cô ấy một công việc ở trong công ty của mình thôi ạ. Dạ, đây là sơ yếu lý lịch của cô ấy ạ. Không cần đâu. Hồ sơ có đẹp thế nào thì tôi cũng không nhận cô ấy vào công ty này đâu. Dạ, có chuyện gì thế hả chủ tịch? Cậu tự hỏi người yêu của mình đi. Thái độ thế này thì không công ty nào nhận đâu.